Tiếp theo, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức một tiết mục của nghệ sĩ sáo Đỗ Tuấn Đạt, kỹ thuật viên công ty Sáo Điện Tử của Việt. Sắp tới sẽ hỗ trợ anh em rất nhiều về kỹ thuật cài đặt kèn. Như vậy là ai thổi kèn còn kém thì chúng ta sẽ gặp Đỗ Tuấn Đạt để học cách cài đặt. Với một nhạc phẩm được mang tên Lãng Quên Chiều Thu. Xin mời quý vị. Alo.